xin hồi cứu lại 12 trường hợp vòng lạc chỗ nằm trong ổ bụng. Thì 12 trường hợp này chúng tôi tổng kết từ năm 2008 đến hiện nay, tức là trong vòng 10 năm. Thật ra có những trường hợp mà cách đây 10 năm chưa có những cái kỹ thuật cao hoặc là những cái máy về siêu âm, cái độ phân giải nó không được tốt như bây giờ, nên có những cái hình ảnh nó không được rõ nét. Tôi xin nói trước. Thì cái phần trình bày của tôi có 3 phần như thế này. Và xin nói sơ về cái phần tổng quan, tức là đặt vòng hiện nay nó là cái phương pháp tránh thai khá phổ biến. Hiện nay thì mình hay thấy là đặt vòng T nhiều hơn là vòng Dana. Và những cái tai biến nhẹ mình hay gặp trong lúc đặt vòng thì rất là thường gặp, nhưng mà những cái tai biến nặng như là xuyên thủng tử cung để ra vòng chậu, vào phúc mạc và các cái tạng lân cận thì tỷ lệ nó rất là hiếm. Và theo y văn thì nó chiếm khoảng 1/1000. Nó có thể liên quan đến những cái thủ thuật đặt vòng, những cái bất thường của tử cung hoặc là nằm sai chỉ định. Chúng tôi xin hồi cứu lại 12 trường hợp. Thì trong đó là có 4 trường hợp là vòng T và 8 trường hợp vòng Dana. 4 trường hợp vòng T là đều có biến chứng là nằm xuyên tử cung vào trong bàng quang là 3 trường hợp, và 1 trường hợp là xuyên trực tràng. Trong đó có một bệnh nhân đặt vòng T có 2 vòng, một vòng là trong tử cung và một vòng trong bàng quang. Thì 8 trường hợp vòng Dana là phần lớn là nó ra khỏi tử cung vào trong ổ bụng, phần lớn là nằm ở bên phải. Bệnh nhân thì tuổi của bệnh nhân từ 33 đến 70 tuổi. Tất cả đều không có khám định kỳ sau khi đặt vòng. Một bệnh nhân có tiền căn cắt tử cung rồi và 11 bệnh nhân thì không có tiền căn phẫu thuật trước đó. Có 3 bệnh nhân khai rằng là đã sanh thêm 1 đến 3 đứa con sau khi đã đặt vòng lần cuối, nhưng mà vì người ta không có điều kiện để đi khám vòng. Thì lý do đến khám là 8 bệnh nhân của chúng tôi không có triệu chứng gì cả, đến khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám một cái bệnh lý khác vô tình phát hiện được. Và hầu hết là những bệnh nhân lớn tuổi nên không có nhớ mình đã đặt vòng. Chỉ có 4 bệnh nhân là có triệu chứng. Thì trong đó có 3 bệnh nhân có triệu chứng về đường tiết niệu như là tiểu gắt, tiểu muốt, tiểu ra máu. Và 1 bệnh nhân là có triệu chứng về đường tiêu hóa, tức là đi cầu ra máu. Thì về số lượng là loại vòng lạc chỗ thì có 3 bệnh nhân là có cùng lúc 2 cái vòng, 1 bệnh nhân là 2 vòng T và 2 bệnh nhân, 1 bệnh nhân là có 1 vòng T và 1 Dana, còn 2 bệnh nhân là có 2 vòng T cùng lúc. 8 trường hợp đặt Dana thì không có biến chứng, trong đó 4 trường hợp đặt vòng T là có biến chứng, 3 trường hợp thì xuyên qua bàng quang để tạo sỏi bàng quang và 1 trường hợp là thủng trực tràng gây tiêu ra máu. Thì về hình ảnh siêu âm của vòng lạc chỗ, thực sự khi mà mình làm siêu âm mình tìm vòng lạc chỗ rất là khó chứ không phải dễ. Các cái bệnh nhân của chúng tôi đó thì thường là siêu âm bỏ sót vì khám một cái bệnh lý gì đó và x-quang báo lại là thấy vòng ở trong ổ bụng và siêu âm đi tìm. Có những cái trường hợp là khi bệnh nhân có biến chứng rồi thì chúng tôi đi tìm, thì những trường hợp đó, đó thì siêu âm thấy trước. Thì có một cái đặc điểm là Dana nó hay đặc trưng với 6 cái nốt echo dày nằm thật dải, trong khi là cái vòng T nó dễ thấy hơn. Hình ảnh x-quang bụng thì rất là dễ để nhìn thấy một cái vòng nó sai vị trí, nhưng nó không đánh giá hết cái biến chứng. Chúng tôi phải kết hợp thêm những cái trường hợp bất thường, chụp thêm CT hoặc là nội soi bàng quang trực tràng để đánh giá thêm những cái biến chứng do vòng gây ra. Thì xin trình một số những cái trường hợp lâm sàng. Cái này giờ vòng tên này, xin lỗi, nó không nghe được. Thì cái trường hợp này bệnh nhân chụp x-quang thấy có cái vòng nằm ở vị trí này. Không nghĩ sao nó không sáng được. Và lúc đó thì siêu âm cố gắng đi tìm nhưng mà rất là khó thấy những cái hình ảnh nó lấp lánh của cái hình ảnh vòng Dana. Nhưng mà cái hình CT cho chúng ta thấy hình ảnh vòng đặt chỗ nằm ở phía bên dưới của gan rất là rõ. Hoặc là trường hợp này thì người bệnh nhân có 2 cái vòng vừa cùng một lúc, một cái Dana nằm ở phía bên phải của cái gan và vòng T nằm ở vùng chậu. Siêu âm thì mình thấy trong lòng tử cung có cái vòng T rõ và cái vị trí ở dưới gan có cái hình ảnh của cái vòng Dana. Hoặc là một cái trường hợp
bệnh nhân có một cái vòng nằm lạc chỗ lên cái vùng hạ sườn bên trái, và lúc này đó thì chụp cái thêm cái phim nghiêng thì thấy là nó nằm sát vào thành bụng, và cái hình siêu âm mình dùng đầu dò linear để tìm thì thấy là cái vòng nó nằm ở vị trí này. Còn cũng có những trường hợp là X quang báo lại là vòng bệnh nhân lạc chỗ nằm ở trên thượng vị, nhưng mà siêu âm chúng tôi không tìm thấy là vì bụng rất là nhiều hơi, mặc dù cố gắng đi tìm. Thì những đó là những trường hợp mà vòng đa na lạc chỗ không có biến chứng, chỉ để theo dõi bệnh nhân hẹn tái khám. Còn những trường hợp có biến chứng, ví dụ như đây là một bệnh nhân 53 tuổi đặt vòng đã cách đây 18 năm và đến khám vì cái dấu hiệu là đi tiểu lắc nhắc, tiểu ra máu, thì khi mà làm siêu âm bụng á và kết hợp thêm cái siêu âm ngã âm đạo thì chúng tôi thấy là cái cành ngang của cái vòng T nó đã đâm ngang qua cái thành của cái tử cung và xuyên vào cái niêm mạc của cái bàng quang, nhưng mà chưa đâm thủng vào lòng bàng quang, chỉ gây cái triệu chứng kích ứng đi tiểu lắc nhắc suốt. Và cái hình ảnh này mỗi cái laser pointer này không nên thì cho chúng ta thấy được là cái hình của cái vòng T nó đâm vô trong cái niêm mạc của bàng quang. Hình ảnh CT để sau đó chúng tôi có nội soi bàng quang cho bệnh nhân, và hình ảnh CT xác định là cái vòng nó đã xuyên qua khỏi tử cung, bệnh nhân này được lấy vòng bằng cái đường dưới. Hoặc là một cái trường hợp bệnh nhân 42 tuổi đến khám thì đi cầu ra máu, thì bệnh nhân khai là 2 năm trước bệnh nhân đi đổi cái vòng đã được đặt cách đây 10 năm. Rồi sau khi đổi vòng về thì bệnh nhân đi cầu rất là hay đau bụng và thỉnh thoảng là có đi cầu ra máu. Và khi mà mình siêu âm thì mình thấy là vòng vẫn nằm bình thường trong lòng tử cung, nhưng mà có một cái cấu trúc phản âm dày nằm ở phía sau tử cung ở vị trí trực tràng. Khi chụp, khi mà bệnh nhân nội soi thì thấy có một cái cấu trúc, một cái dị vật nằm ở trong lòng trực tràng. Các anh chị nhìn cái hình nội soi và cái hình chụp CT khẳng định lại là bệnh nhân có hai cái vòng T nằm ở trong vùng chậu. Và một cái trường hợp là nó đã, một cái vòng nó đã xuyên thủng trực tràng và nó gây đi cầu ra máu và bệnh nhân này phải mổ để lấy vòng. Một cái trường hợp này, bệnh nhân 49 tuổi khai rằng là tiếp tục sanh thêm 3 đứa con sau khi đã đặt vòng 18 năm. Cái lý do là bệnh nhân đã sanh được 3 đứa cô con gái, cho nên là cứ hy vọng là sẽ sanh thêm con trai. Khi siêu âm thì mình thấy là có một cái sỏi ở trong lòng bàng quang, nhưng mà đặc điểm của một cái sỏi này là nó không nằm ở đáy bàng quang mà nó dính lên trên cái vòm của bàng quang như là một cái mà cho cái bóng lưng rất là lớn. Và lúc này thì rất là nghi ngờ, không biết cái này có phải cái vòm hay không. Chúng tôi chụp cái hình X quang bụng không sữa sạn thì thấy đúng là có một cái cục sỏi rất là lớn ở cái vùng chậu, nhưng mà cái lõi của nó là cái hình ảnh của cái vòng T. Và khi mà chụp CT bụng để khẳng định thì rất là bất ngờ là các bạn ở CT nói cái vòng này nằm trong ổ bụng chứ không phải là trong bàng quang, vì hai cái ngành ngang của cái vòng nó nằm ở bờ ngoài của cái bàng quang, chỉ có cái cạnh dọc của cái vòng T nó đâm ngược lại vô trong lòng bàng quang và tạo sỏi. Và trường hợp này sau khi điều trị cái nhiễm trùng tiểu, trước đó thì có nội soi để xác định, và sau khi điều trị xong nhiễm trùng tiểu thì bệnh nhân được mổ lấy một cái sỏi rất là lớn, đường kính khoảng 4 cm, và cái lõi là cái vòng T. Như vậy thì cái giả thuyết nào, những cái giả thuyết mà gây thủng tử cung khi đặt vòng đó là do cái cấu tạo của cái lớp cơ tử cung ở cái vùng đáy và cái vùng eo tử cung nó khác nhau giữa 2 và 3 lớp cơ, cho nên khi mà cái tử cung ngã ra sau thì cái khuynh hướng đặt vòng nó sẽ gây thủng ở thành trước, và khi mà tử cung gập ra trước thì nó thủng cái tử cung ở thành sau. Đó là cái tai biến thủ thuật, hoặc là có tài liệu cho rằng nó có liên quan đến cái quá trình của cái liên quan đến estrogen, nhất là cái nồng độ estrogen còn thấp khi mà mình đặt vòng sớm cho bệnh nhân trước 6 tháng sau khi sanh, hoặc trong thời gian bệnh nhân đang cho con bú, hoặc là những cái dị dạng tử cung. Như vậy thì để kết luận cho cái phần tổng kết của chúng tôi thì chúng tôi có những cái ghi nhận sau đây. Siêu âm chúng ta rất là dễ dàng thấy vòng trong tử cung, tuy nhiên vòng lạc chỗ trong ổ bụng thì siêu âm tương đối khó tìm thấy, nhất là nó lẫn vào các cái quai ruột. X quang bụng không chuẩn bị thì nhanh chóng và dễ dàng nhìn thấy được cái vị trí và cái loại vòng, nhưng không xác định được là vòng ở trong tạng hay là nằm trong ổ tạng phúc mạc, và không đánh giá được đầy đủ các cái biến chứng do vòng gây ra. CT bụng thì đánh giá chính xác vị trí trong không gian 3 chiều của vòng
xuyên tạc kèm những cái biến chứng. Và do đó trong những trường hợp khó thì chúng ta kết hợp siêu âm, X-quang, CT để tìm vòng lạc chỗ. Và ghi nhận của chúng tôi là những cái trường hợp có biến chứng rơi vào cái vòng T hơn là cái vòng đa na. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp và xin gửi đến quý đồng nghiệp cái hình ảnh vòng bên trong. Xin cảm ơn.